Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là một USB để bàn, quạt để bàn. Đây, giờ mình sẽ mở hộp luôn. Thì bên trong chỉ có một thân máy thôi, không có gì hết. Một cổng USB để cấp nguồn. Đây, là cái quạt. Đường kính của cái quạt khoảng 10 đến 15 cm. Đây có thể xoay được. Đây. Phía sau còn có một nút on off. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn thử. Đấy. Và nó hoạt động rồi, chạy cũng khá mạnh. Rồi, cánh bằng sắt nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã xem.